bến xe vào cố đô Huế đã đến. Ôi, đoàn quá vui. Xe dạ. Sớm. Đây ở trong là trắng nè, không có ra ngoài. Từng đoàn lần lượt vào bên trong. Vừa qua cổng thành thứ nhất đã gặp ngay mấy khẩu thần công nghỉ ngơi nơi nhà mát. Con đường vào cổng thứ hai có hàng cây che mát. Rồi ăn đi. Cái chân nhỏ đã rồi, bỏ cho cây đem dưới để dưới xe cái ba lô rồi. Cái chân nhỏ mình qua sông đi. Đi này không sợ ai ở ngoài chứ. Tại vì người ta kẻ đi đòn á. Kẻ đi rồi, người đi chưa, đi vô tốn tiền, không ai đi. Tao thì bị đi. Lần nào mà đi mà nó cũng phải. Mẹ thì chắc em ngồi hút cây được không? Mấy má này em ngồi nha. Gì vậy? Chứ anh vô có đô, tổng gì cũng em đi nhiều lần quá đồ. Thì vô, cũng đi nhạc, có cút chút xem nhạc. Ông biết ở chỗ tới 5 giờ ông ở này ngồi mình hả? Hả? Đây ta tập hợp, ta đưa vô cái một cho ngán. Xe số 7 cả nhà ơi.
tám đâu rồi, tám đi trước luôn kìa, diễn kêu chụp hình dân đi rồi trước kìa. Cửa cổng thứ hai là nơi soát vé của khách tham quan để tiếp đoàn gia đình em quay. Phía trong đã chuẩn bị lễ tân tiếp đoàn hết sức trang trọng, những bài hát cung đình được diễn lại khi đoàn em quay đến. Ở đây. Rồi khẩu trang đi. Đi cái cọ đi vậy kìa. Đón rước này đoàn qua đó mấy người dài 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 đó. Rồi bít tám bít vào và chờ xíu. Chứ một lần mình đi một chiếc không à, chứ không hai lần có hai chiếc, nhưng lần chiếc
Ừ, tiếp đoạn đó. Nổ nhiêu đó tiền không đó? Nổ nhiêu đó là mấy chục triệu rồi đó. Ba cái xứ này chết hết rồi. Đâu chết đâu. Lớn tuổi quá rồi, nó già rồi đó. Nó còn sống nữa chứ, tại nó hổng gài nó buông lá rồi nè, mà nếu mà nó vài bữa nữa là nó tốt lắm. Thấy không? Đi ta có lo xe cho còn được. Khu vực mà mình đang đi phía sau này, phía bên tay phải đây là điện thoại thôi. Còn phía bên tay phải bước vào trong này là người ta gọi là tử cấm thành đây của kinh thành Đại Nội Huế. Và đây là nơi ở của hoàng thơ giá quốc cơ hoàng thân quốc thích, là nơi ở của vua cùng các phi tần. Dạ, đây là nơi ở và nơi làm việc mà. Kể không, không xẻ vẽ, cái đoàn này là của con thiền đón sọ khách. Hai bãi đất trống hai bên này ngày xưa là nơi đặt đô của lính ngự lâm quân, là nó có những cái dãy nhà thấp nhỏ ở trong này, nhưng mà nó đã bị chiến tranh xảy ra là sụp đổ rồi, và hiện nay người ta không có trùng tu cái hệ thống dãy nhà này. Và cái công trình này ngày xưa người ta gọi là binh xá và kỳ xá. Bây giờ gia đình mình sẽ sang tham quan một nơi ở tiếp theo ở trong này. Đây là nơi thờ vua và hoàng hậu của triều đại nhà Nguyễn. Vua thường có rất nhiều phi tần, nhưng bà nào được phong phẩm hàng hoàng hậu mới được đưa vào thờ ở trong này. Và khu vực này tên gọi của nó là Thế Tổ Miếu, nơi thờ vua và hoàng hậu của triều đại.
những vị có tuổi được xe đưa đón nhưng chỉ tham quan vài điểm chính, không đủ sức theo tớp trẻ lanh quanh trong thành nội. Nhóm già ra xe đến nhà hát xem vài tiết mục cung đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái hệ thống bao bọc chỉ bên quanh đây của khu vực kinh thành đấy ạ. Một cái hệ thống hao này nó chỉ chiều dài diện tích của nó là 11 cái trục luôn đấy ạ. Đó sau lũ có ra này quý lão đã đi tôi nghĩ ở đây đi. Hết buổi diễn xuất, đoàn ra ngoài lên xe rời Quế đến Ansanalanko nhận phòng nghỉ ngơi ăn tối, kết thúc hết ngày 15 tháng 3.